À, đây rồi, đây rồi. Hôm nay tôi sẽ chỉ anh em đi nhậu vịt một buổi trưa hoàn toàn miễn phí. Đâu rồi, đâu rồi? Ông chủ đâu rồi? Dạ, anh cần gì để em hỗ trợ à? Ừ, kêu chủ mày ra đây nhá. Dạ vâng ạ. Ok bạn ơi. Xin chào. Ông biết tôi à? Bạn làm nghề độ xe Mỹ Đình ai chả biết thì... Biết nó chả bao giờ thấy ủng hộ đấy chị. Bạn ơi, bán vịt lại được kiếm được bao nhiêu đâu, khó kiếm lắm ấy. Hôm nào bao giờ mà kiếm được thì mới mang ra. Chứ còn bây giờ thì nó thật cũng có hơi bí tí. Thế thì thôi, hôm nay là tôi qua ủng hộ. Bạn là một mâm là bao nhiêu người nhỉ? Một ngâm mâm nhà tôi là 6 người. Mâm 6 người à? Thế thì mâm. Cho tôi 20 mâm. 20 mâm hôm nay luôn hay là hôm nào? À không, hôm nay là anh em chúng tôi là qua để test thử. À... ngon thì mới kêu trăm anh em ra ăn. Tức là hôm nay là test thử, còn hôm sau mới ăn ăn thế. Ừ, thôi đấy, vào luôn ăn luôn. Ờ, rồi, vào luôn. Ở đây không ngon thì còn ở đâu ngon đấy nữa. Vịt nhà tôi là ngon nhất Mỹ Đình này rồi. Bạn cứ ngồi đây để tôi sắp xếp mâm rồi. Phải ăn chứ còn không thể nghe quảng cáo được. Ok bạn ơi, đồ đang lên nhá. Em ơi, chuyển đồ nè em ơi. Hợp nha, ngon nha. Phải đích thân vào bếp để nấu cho bạn đây này. Quỳ hoạt quá, phải bếp trưởng ra đấy. Rồi. Bạn gọi mọi người đến nơi chưa? Ờ, đang đến vào đây. Hôm nay là ăn thử, nhà mình ăn thử 6 người đúng không? Đúng rồi. Ok, đấy, tôi làm cho một mâm 6 người, bạn nhìn thấy không ạ? Đầy luôn nha. Đây, đây là set vịt thiết bản của vịt 34 các bạn ạ. Nhiều thế, mẹ 6 người ăn hết tê đếch cái được. Đây, món thứ 10 đi bạn ơi. Ủa ôi. Đặt mâm 6 người mà như 10 người ăn này thì có mà tiền núi à? Trời ơi, bạn ơi, có 1.175.000 thôi bạn ạ. 10 món nhá, bao gồm cả nấu đấy bạn này. Đây, chưa đến 200.000 một người bạn ạ. Đấy, bạn thế thấy mà không? Cứ tưởng mà 2-3 củ đấy. Ờ, thôi, đớp chén luôn gì còn gì nữa. Đớp luôn. Mời bạn nhá. Nước chấm ngon vãi luôn. Mà chuẩn mẹ, chuẩn nước chấm. Bạn ơi, cái set này mà bên bạn mà 6 người ăn là tôi sợ không hết đâu. Bởi vì bên bạn tôi thấy là cũng có nhiều nữ ấy. Ừ. Thế là bạn, một là bạn cũng phải gọi bớt đồ đi. Hai là bạn gọi món lẻ. Mà không thì mâm nữ thì mình gọi ít đi tí chứ không... nhiều đồ quá ăn hết đây. Thôi mẹ, cả năm được ngày mùng 8 tháng 3 mẹ, bạn cứ chơi mà có bao nhiêu đâu, có người có 2 lít. Rồi. Chưa đến 2 lít bạn lại chưa đến 2 lít. Anh em nghe được lại bảo tôi bán đắt. Chưa đến 2 lít. Mùng 8 tháng 3 gọi cho bạn tổ tí te này của mẹ tôi. Bạn tôi uy tín đi làm ăn này. À, ngon quá bạn ạ. Ừ. Hết nước lọc bạn lấy tô cốc nước lọc. Ừ. Này này, nó xem đi chưa? Đi chưa? Đi rồi anh ạ. Không sao đâu. Theo em. Ơ bạn ơi, bạn đi đâu đấy? Nước của bạn đây. Nước. Bạn à. Bạn đi còn quên chưa trả tiền. Ờ ăn ngon quá mà đến cái đoạn thanh toán thì tôi lại hay bị quên. Hôm nay nha bạn chưa trả tiền này. Chưa đặt cọc cho cái 20 mâm này. Còn chưa chấm điểm xem hôm nay nhận xét như nào. À, nhận xét gì? Đơn giản. Tôi thang 10 điểm tôi cho bạn 5 điểm. Úi giời. Được có 5 điểm. Còn 5 điểm còn lại thì hôm nào mà 20 mâm còn lại mà tôi anh em tôi ra thì cho nốt. Ôi. Mà còn không thì có kèo này hay này. Tôi sẽ cho bạn gọi là mâm ngày hôm nay là 10 điểm. 10 điểm à? Ờ, nhưng mà cái bữa ăn này thì bạn miễn phí cho tôi. Bởi vì là 10 điểm mà tôi chấm ấy là nó quý giá lắm. Xịn lắm. 10 điểm này nó khác với cô giáo chấm lắm. Ok không? Thôi được. Ờ đấy, 10 điểm nhá. Còn uống nữa không? Ờ vui vẻ nhá. Ừ. 10 điểm nhá, ok nhá. 10 điểm ạ. Ờ. 10 điểm. 10 điểm. Thế nào sai sai nhỉ? Ấm 10 điểm. Ôi thôi chết rồi. Đại, 10 điểm mõm rồi. Anh em thấy chưa? Phải dùng cái đầu bên trên.